Chủ tịch Hồ Chí Minh bò ở kinh chạm nửa quý banh phòng chờ quân Việt Nam, côn cá chùa đời cống nay lút lượt hở nên xuân tánh là tư tàng phòng bản mương, bừa lung úm ỉnh phòng chờ quân chào. Chạm và bú cỏ bái la đắc cày xìa xung hao lèo, hạ và luông tìm chừa, cắp tía giường phòng dần mương chủ chờ quân sửa là đối cấp bú, cỏ bó lắp bó la. Luông tía sưởng nằn, cỏ đầy tảng cốc, té luông cống lay mò minh, cánh hùa trời in sưởng khỏng phú, đối cấp chừa côn mương nằm xung hâu vào trùng, bà mẹ chủ chừa côn sở là vào giềng. Bộ gian bốn sưởng xí bì, mở tảng có bền khu tử chỉ tay mèo, làng nỉ là khu tử chỉ tây bắc. Cánh hà bì xôn bè xanh xà mương thành phủ, bườn hà bì phát nâng cầu hỏi hà xếp cầu. Đảng bộ chính quyền cánh dần mương chủ chừa côn tây bắc vào trùng, chừa côn sơn là vào giềng, cỏ hùng hà ma tà đầy chôm tòn phú khẩn ma giảm ỉ lò vỉa suốt tì muộn mưng chủ chừa côn sơn là báu xương sư lưm la xỉa đầy cháo họ thóng bằng si cải mát lèo ha và hún ngao cánh quan sáng giòn khòng phú cỏ nhăng chắp nền cuồng mốc cuồng chờ côn sơn là xung hau phú cỏ dòm phai hở po me sơn là nghĩa hạc long giường nhớ luồng. Chấp năm luôn uẩn ta khổng thường trực tỉnh ủy đài phát thanh truyền hình sơn là cò dệt o phú phim nỉ phải tốt lầu chu ma giảm bò mẹ chủ chừa côn sơn là khổng phú mới bò mẹ việt nòng bòm bấng le.